Rồi bé Chay đang làm gì đó? Vô ghế ngồi bé Chay. Chắc ướt mưa rồi sao? Bé Chay vô ghế ngồi nghe con. Ngồi cho cô chú coi nè. Ôi ôi, thấy Chay ngoan chưa? Á chùm. Đây nè, của con nè, đó. Chơi đi. Đó. Rồi. Bữa nay chồng mình anh nói mình chạy xe đi, anh làm biến chạy. Xe mình thì mình chạy thôi. Hello. Hello. I'm like, hey, what's up? Hello. Rồi vô. Cả nhà sẵn sàng chưa? Rồi đi. Nay trời xấu quá, nay trời mưa xấu quá. Giờ là sẽ chở Chay đi bơi trước nha các bạn. Thì cái hành trình hôm nay á, là sẽ chở Chay đi bơi. Xong rồi từ đó thì mình sẽ chở ba mẹ mình đi lên chỗ cách đây, cách mình ở khoảng 45 phút đồng hồ là lên tới gần tới thành phố Detroit á, là để gặp cậu của chú của chồng mình. Baby can you yeah. Để gặp cậu của chồng mình, tại vì cũng có nhiều bạn đã biết và cũng có nhiều bạn không biết là ba mẹ của chồng mình thì đã mất rồi, chồng mình là con một thì cũng không có người thân người thích gì nhiều hết. Thì cũng có bên ngoại thì cũng có một ông cậu, còn bên nội thì cũng có một ông chú. Ông chú là các bạn đã gặp rồi, ông cậu các bạn cũng đã gặp rồi luôn. Ông chú là người mà đã xuất hiện ở trong cái vlog mà gọi là cái tiệc đầy tháng của ông Chay á. Còn ông cậu thì hồi đó có hay tới nhà mình ăn, mình mua đuôi tôm hùm với lại thịt bò đó, đó là ông cậu. Thì hôm nay mẹ mình với ba mình đã gặp chú rồi, vợ chồng chú rồi, nhưng mà ngày hôm đó là mình không có quay phim, tại vì mình cũng muốn cho ba với mẹ mình nói chuyện với lại chú thím của chồng mình, chứ mình không có muốn quay phim để cho cái bị loãng đi, không có cái sự riêng tư đó, nên đã gặp rồi thì bây giờ sẽ đi gặp cậu đó. Thì cái hành trình là hôm nay là sẽ như vậy. Thì xin mời tất cả mọi người cùng theo chân gia đình mình để bắt đầu một cái ngày hôm nay nha. Đây nè các bạn, thì tới trường học của con Chay rồi, học bơi rồi, nhưng mà con Chay nó đang ngủ nên như cũng còn vài phút nữa, nên thôi lại đây quay vòng vòng này cho các bạn cho nó ngủ một chút. Đây, bên đây có bông vạn thọ nè các bạn. Mẹ mình chạy muốn lại đây coi hoa coi đồ. Cái này là người ta bán để mình mua về mình trồng đó mà. Hả? Thế bà Su có mấy cái này nè. Về trồng ở sau cửa sổ của bà. Hả không? Nhà mà có rộng mua hoa về trồng đẹp. Ghê nhá, mã này, cái này mau tàn thôi. Đúng, cái này rất là mau tàn. Ở đây người ta nuôi á. Người ta nuôi á là lẫn đẹp vậy chứ về mình chạy này á. Nè. À, cái này là mờ máng nè, cái này để máng lên nè. Đẹp quá trời ha. Đẹp dễ sợ không? Ờ, ôi, đẹp quá trời, hết sức không nè. Thường hết sức không? Ủi xứ ghét dễ sợ không? Đây nè, còn bên đây nguyên cái dòng bông bên đây nữa nè. Wow, quá tuyệt vời luôn. Wow. Đó, cái này là chỗ bán bông các bạn. Chỗ bán bông bên Mỹ á. Để bông để về người ta trồng á. Bây giờ là tới giờ rồi. Tới giờ Chay là phải đi về liền. Phải vô vô bông. Vỏ vỏ tắm em thôi. Ờ, vỏ tắm em có đầy đủ tổng rồi. Vỏ tắm em đằng sau lưng á. Lấy rồi hả? Còn chưa có xe đâu. Mình phải mở. Đấy, bấm cái này lên. Bấm cửa sau lên.
đi vô nha các bạn. Đây, các bạn nhỏ này cũng đi bơi đây nè. Các bạn nhỏ. Thôi, vô đi. Em bé chay của mẹ em ơi. Em bé chay của mẹ em ơi. Em đi bơi à? Phải không? Baby, you need to take your shirt off. Once I go in here. Yeah. I need to take it off right now. Em bé chay của mẹ em ơi. Em bé chay của mẹ em ơi, em bé chay của mẹ em ơi. Nhìn ông ngoại gì á, ngoại là đằng đó ngồi hả? Ngoại lời là đằng đó ngồi hả con? Nhìn vậy, nhìn hồ bơi nó mê mẩn hồ bơi rồi. Đó, giờ đang chờ tới giờ chay bơi nè. Chay giờ đang đứng là nhõng 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 muốn bơi quá rồi nè. Thấy không? Mẹ mình nói là hôm qua là chay tắm là chay cũng không muốn chịu ra rồi đó, ớn ăn đó chưa. Kiếm mày à? Đó, coi nó coi kiếm người. Con tìm mấy cái tầm được ha ha. Mấy mấy tịch. Mấy cô mấy chú mấy tịch mấy đi bơi lại nè. Em đi chơi rồi, tạm biệt, em đi chơi. Mình đi chơi ít tháng, em về bơi tiếp. Nha. Phải không? Về Việt Nam á, để con với đi huynh dẫn anh đi bơi. Dẫn đi đầm sen bơi. Thôi. Cho nó qua tới chơi nữa. Qua cái chỗ mà hình như ở bên quận 7 có một cái chỗ hồ bơi gì á, mà khách sạn á. Bên đó mới được sạch. Chứ còn mấy... đây 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 nè nè ngoại 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 nè. Ủa mẹ ăn chay có bộ đồ đó đó nè. Có thì mới từng rồi tặng đó. Ủa nào bạn bộ đó nè hả? Ô bà. Chân cẩn cắt nội đi nguyên gã. Chuẩn bị bơi mà buồn ngủ hả? Rồi cơ bả kìa, cơ bả kìa, chuẩn bị bơi cơ bả kìa. Thôi nhìn giáo giác không? Chay ơi, chay à. Chay mẹ ơi. Chay mẹ. Madeline and Evan are with me. Yeah, sorry. Chay ơi. Jay. Jay. Okay, right now I have Madison. Where is Madison? Người ta đang kêu tên á, kêu tên ai vô ai vô á. Now I have Aiden and Jade and Sorry. Aiden and Jay and Sorry. Đó. Đó, cô chú ơi, Jay nè. Chụp 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 cô bả kìa, ớ ngăn bông đó rồi bả leo lên đó. Chù, cho bả leo lên ghế coi chừng em đụng cái ấy. Đó, 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 đó. Ớn bả thiệt. Đó, đó, gãy đó ngậm. Ơi, trời ơi, trời ơi. Chị Chay thấy mẹ không ta? Chị Chay có thấy mẹ của mình không ta ơi? Sao thấy nổi, ở đây là cái kiến nè. Ở đây là miếng kiến nè các bạn. 2, 3, xuống. Bùm. Thật. Em đi lên đi, chìm xuống lâu.
nước vô lỗ tai em. Không, nó sợ vô lỗ tai nó quen rồi, nhưng mà đem nó xuống đem lên liền. Nó chưa có kiểm thích cái hơi thở là nó lên lên mặt nước rồi, nó không sao. Lâu quá là tích nước à. Nay có hai đứa à, rồi có tay bắt kìa, tay bắt đập nước kìa. À. Nay là cái chú này con trai chỉ bơi. Còn một chú kia là học việc đó, chú đứng kế bên là học việc á, chuẩn bị đi được vô dạy nhưng mà phải học coi cái chú này làm sao đó. Ha. Nhìn nó nhìn cô đó, cái miệng ba ba kìa. Chỉ không bao giờ chỉ dịch. Ấy, ấy đây đây đấy mẹ chưa đó. À rồi, đây đây ấy mẹ em rồi. Ok, ngước. Ngoài nó quấy. Đây đây thấy mẹ của em mà đó. Trời ơi, giờ qua đây thấy nữa không bà? Qua đây thấy nữa không đây? Ngước lên. Không thấy. Đó, đang dạy chú đang dạy đập chân đó. Đập chân bơi. Đập chân bơi. Nhìn chú. Lo nhìn cười. Cháy ơi. Thấy rồi. Đây này các bạn, chay với ba là xong rồi nè. Bây giờ lên ở chỗ này có cái dồi á. Xịt nước tắm lại một chút. Ôm chay. Nè, cái này cho ba nè. Đánh bá. Đánh bá. Đi.